Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, theo thống kê của ngành giáo dục đào tạo, năm học 2023-2024 theo định mức được giao, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên còn thiếu trên 2.000 giáo viên các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó bậc học mầm non thiếu 980 giáo viên, trên 230 giáo viên tiểu học, gần 540 giáo viên trung học cơ sở và trên 260 giáo viên trung học phổ thông. Một số huyện như Mường Nhé, Nậm Pồ, Tùa Chùa, tỷ lệ thiếu giáo viên cao, nguyên nhân nhiều giáo viên xin chuyển vùng công tác, chuyển ngành, bỏ việc, trong khi việc tuyển dụng giáo viên mới chưa đáp ứng. Mặc dù ngành giáo dục các huyện đã rất quan tâm đến công tác bổ sung giáo viên các cấp, nhưng do nguồn tuyển hạn chế, nhất là với giáo viên các môn chuyên biệt, chế độ đãi ngộ ở mức vừa phải, áp lực công việc, nên khó thu hút lượng người dự tuyển. Thiếu giáo viên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực của địa phương. Giải pháp bù đắp lượng giáo viên thiếu trong những năm học gần đây là các nhà trường phân công giáo viên dạy tăng giờ, dạy liên trường, liên xã, liên cấp, tăng tiết nhằm đảm bảo có đủ giáo viên dạy học theo các cấp học. Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có 296 cơ sở giáo dục đã được công nhận trường học hạnh phúc, đạt tỷ lệ gần 67% tổng số trường. Trong đó có 126 trường mầm non, 43 trường tiểu học, 72 trường tiểu học và trung học cơ sở, 36 trường trung học cơ sở, 19 trường trung học phổ thông. Để đạt được kết quả này, năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn, khảo sát, điều tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí trường học hạnh phúc, tổ chức kiểm tra việc triển khai xây dựng trường học hạnh phúc cùng với các cuộc kiểm tra chuyên môn trong năm học. Cùng với đó, tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, cử cán bộ tham dự hội thảo quốc tế hiệu trưởng người ra mầm hạnh phúc năm học 2023-2024. Ngành giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương, tăng cường an ninh, an toàn trường học, thi đua xây dựng trường học hạnh phúc với giá trị cốt lõi, yêu thương, an toàn và tôn trọng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cơ sở giáo dục trong tỉnh, những ngày này, các trường học trên địa bàn thành phố Sơn La đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới, chất lượng và hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục trên địa bàn. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Tô Hiệu có 27 lớp trên 1.000 học sinh, trong đó dự kiến có trên 200 học sinh khối 1. Phấn khởi và hào hứng, tập thể giáo viên và học sinh toàn trường đang tích cực hoàn thành mọi điều kiện sẵn sàng cho năm học mới với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Chỉnh trang lại toàn bộ khuôn viên của nhà trường. Thứ hai là sửa chữa lại toàn bộ bàn ghế của các con. Có chỗ nào còn hỏng hóc thì nhà trường đã tu sửa, tu bổ toàn bộ, sửa chữa lại hệ thống điện, quạt và tất cả các cái phòng vệ sinh cũng như là các cái nhà chức năng, các phòng học cho các con thì cho đến thời điểm hiện tại thì nhà trường đã hoàn thiện công việc sửa chữa, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón các con vào học năm học mới. Năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Quyết Thắng có trên 1.000 học sinh tại 4 khối lớp, tăng hơn 100 học sinh so với năm học trước. Chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ những ngày đầu tháng 8, cán bộ giáo viên nhà trường đã ra quân tổng vệ sinh, quét dọn, cắt tỉa cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, an toàn để học sinh yên tâm đến trường. Đây cũng là năm học đầu tiên sách giáo khoa lớp 8, chương trình mới được đưa vào giảng dạy. Với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, nhà trường đã có sự chuẩn bị từ rất sớm về cơ sở vật chất và bố trí giáo viên giảng dạy hợp lý. Để ổn định công tác ngay từ đầu năm thì ngay nhà trường đã lập danh sách và phân công giáo viên dạy các môn ví dụ như môn tích hợp, ví dụ môn khoa học tự nhiên, môn lịch sử địa lý và ngay cả đó các cô đang đi tập huấn được có 2 tháng rồi ạ. Và hiện tại hôm nay các cô đang tham gia tập huấn. Số lượng học sinh năm nay vượt hơn so năm ngoái là 110 em. Thì nhà trường đã tăng bổ sung thêm cơ sở bàn ghế là xin tờ trình, xin phòng giáo dục để các đơn vị chức năng để bổ sung bàn ghế cho nhà trường để đảm bảo cho các em đủ chỗ ngồi. Các bậc phụ huynh cũng đã chuẩn bị đầy đủ các loại sách và đồ dùng học tập cho con mình vào năm học mới. Để chuẩn bị vào năm học mới cho các con thì tôi đã chuẩn bị để cho con bước vào một năm học mới hiệu quả và đạt thành tích tốt nhất thì gia đình tôi cũng động viên con chuẩn bị một tinh thần gọi là vui vẻ thôi để bước vào năm học mới. Thành phố có trên 50 đơn vị trường học với gần 22.000 học sinh. Đến thời điểm này, tất cả các trường đều đã hoàn thành mọi điều kiện, sẵn sàng cho ngày khai giảng bắt đầu một năm học mới, chất lượng và hiệu quả. Bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.